Kiri machunda. Kupira kai bibi na. Na kupira machunda. Kiri na ya na. Na kuanga ya na zimaje ya zogoni kabedu. Bên này nguồn giống là không có đâu. Cái này của Việt Nam hết nhá. Đã cán dập rồi. Hả? Mùi này hạt này cán dập rồi, giờ gieo nó lên. Bà thắc mắc là nguồn giống này nhìn khác quá, tại vì ở đây không có. Trồng sau này lên để giống được. À, nếu mà trồng sau này lên thì giống nó còn có, mà để một khi mà đã có cây rồi, đã mọc lên rồi thì giống thì dễ lấy mà. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên là Matloy. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên là Victor. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên Đông Bảo. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên là Fedi. Ok, chào mừng các bạn trên nội Quang Linh Vlog của Chống Châu Phi nhá. Thì mình có đọc rất là nhiều comment là bảo là dạy người dân Châu Phi trồng trọt và cũng như là đưa những cái nguồn giống của Việt Nam sang đây để mà trồng. Thì hôm nay anh em tôi cũng tìm được rất là nhiều giống để mà trồng ở đây, để cho tất cả mọi người ở đây ăn và cũng như là khai thác một nguồn giống mới cho tất cả người dân ở đây nhá. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ tập trung làm những khoanh ruộng để mà rải bí này và cũng như rất là nhiều loại, thì bây giờ mình sẽ liệt kê cho các bạn xem luôn nhá. Cái này cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy? Cái à? Cái thìa. Cải thìa. Cải ngọt đấy. Cái này cải ngọt. Cải ngọt này, rất là nhiều. Bí này, mướp. À mướp. Mướp. À rất là nhiều. Đây mà cái rất là nhiều. Mướp đây này. Cánh đồng xanh này là cái gì nhỉ? Hả? Cải. Cải cải bè mờ, cải bè mau. Cải mờ. Cái gì nhỉ? Húng, rau húng quế. Húng à, húng quế à? Ừ. Này, húng quế này. Húng quế tre tre Việt Nam này. Rau thơm, ở mình gọi là rau thơm. Dưa chuột này. Đấy. Có những cái dàn leo luôn, làm luôn. Ngò, ngò gai. Ngò gai nha các bạn. Mùi tây đấy. Mùi tây này, mùi tây rất là nhiều loại. Bí. Cái này là bí. Thấy ta. Bí. Ở đây này, hột đây này. Cứ xem nào. Bí này. Đây, bí này. Đây. Đấy. Bí. Bí sặc. Phai vậy, phai vậy có mẹ. Muốn tụi tìm bùa kì. Cái này là cái giống gì vậy? Nhiều giống lắm. Hả? Cái này nhiều giống. Cái này cũng cải. Cải cải ngọt, cái này cải ngọt đấy. Cải ngọt. Cải ngọt, cải ngọt. Cải ngọt này. Cải ngọt này. Nhiều lắm. Hôm nay trồng quá nhiều luôn. Nói chung là những cái giống này mà trồng lên thì hiện tại là mùa mưa, một ngày là mưa một lần. Các bạn nhiều bạn hỏi mình là ở đây trồng như thế này ấy, không có nước thì làm sao? Buổi đêm là sẽ mưa một lần và buổi ngày cũng mưa một lần. Mà 6 tháng hiện tại mới bắt đầu tháng đầu tiên là một ngày mưa một lần đấy, nên cây cỏ ở đây rất là xanh. Yeah, aquí tenemos nó bue. Cải cúc này. Ở đây đất rất là nhiều. Đấy, người ta không có nguồn giống nào mà để trồng, mà hiện tại 6 tháng này ấy là sẽ mưa và đất rất là đẹp. Này, các bạn nhìn thấy đất chưa? Đất màu đen luôn. Cái này trồng là lên mảnh luôn. Cái này chứ. Mùi này. Mùi thì là rất là nhiều. Thì là nấu cá. Cái này thì là hết.
rất là nhiều loại. Sau trồng nhá, trồng tất cả rau lên là mình sẽ hướng dẫn cho người dân ở đây là rau này nấu như thế nào và rau kia nấu như thế nào. Đấy, mình sẽ hướng dẫn hết luôn nhá. Đây thì là rất là nhiều. Đây, hôm nay trồng hết luôn, trồng hết luôn. Hình như là một đoàn mô là ta trồng đoàn đầu ấy. Rau riêng mấy? Phân biệt hết. Cứ đánh thì nuống một lên. Cho nên là cái thu và phi cá bông đấy. Si phi cá bông. Area ăn tập ta bread thu. Đất này không cần phân phi cá bông. Cái gì nấu mấy cái coco si coco de boy si mai. Cái gì giặt giặt tao bông đấy. Nào mấy cái tao bông. Nào mấy cái tao mấy bút phi cá mấy. À. Yeah. Đất đẹp. Đúng không ạ? Ở đây đất rất là nhiều nhưng mà không có nguồn giống để mà trồng. Đấy thì hôm nay anh em tôi cũng lên đưa rất là nhiều nguồn giống lên. Rau củ quả để cho người dân ở đây làm và sẽ hái từ ở đây ăn. Đấy không phải đi mua. Đi mua cũng không có đâu. Tại vì nhiều nguồn giống của Việt Nam mà yêu có ở đây. Kiri machunda. Kopi lagi tu punya nasi. Nasi kira machunda. Kira naya nasi. Nangkulang kaya nasi macam dia sekarang ni. Kapi tu. Belok tu sayu. Si sayu. Cái này đất rất là mềm, mưa rồi. Ở đây mưa này, cỏ xanh luôn. Đất là tốt. Mưa 6 tháng mà, một ngày nào cũng mưa. Tudu dia su ba đấy. Hả? Tudu dia su ba. Ai si. Ôi si mà đi mà nhà, cứ mà sao giờ rồi. Ờ. Si. Ai. Tu mê mun nào cơ rồi, sợ ra ba lên một ca đi. Ai. Ai. Tudu dia rồi này mi. Agora. Cavalo bocado. Era que eu sabia. Isso dá para saber. Ah. Dá para saber qual é? Depois. Bọn này hơi cứng này. Nè. Tá cansado, é? Já. Rất là tốt. Còn nước thuốc ăn. Hả? Còn nước thuốc đi đâu ấy? Những chấm mì gù cho bầu kì. Đấy rồi. Ra. Ui. Mình nướng. Cái gì đó? Amai con quay cho xa tôi cần thể cho mì mút đi. làm ruộng rất là mệt các bạn ạ, không phải đơn giản đâu. Con này lông cũng ăn được. Anh mang con cái ra. Đây, một luống như thế này là một loại nha các bạn. Làm cho nhiều luôn. Đất rất là tốt. Đất này mưa xuống nửa thì tuyệt vời luôn. Mỗi ngày đều có mưa. Nên đất ở đây là tuyệt vời luôn. Tầm khoảng một tuần là nó lên rất là nhiều rồi đấy. Thì các mình. Chị Gami. Đây.
mấy em nhỏ chơi chơi đùa rất là vui, ăn rau nhiều vào là người sẽ có tí da tí thịt đây. Hey, check out. I can know. I give me the bow. Bow, we got my phone on it. Cái này là sẽ vây cái gì nhỉ? Vây những cái cọc rồi bỏ gai phía ngoài nha các bạn. Để đỡ dê này và cũng như lợn này, gà này nó nhảy vào nó dẫm hết nhá. Bây giờ là anh em tôi sẽ vải nhá. Cài trước ấy. Cài ngọt trước nha các bạn. Cái này là hàng rào gai nha các bạn. Đỡ dê với gì vào này. Cỏ này. Mới có 2-3 hôm mà cỏ này lên kinh khủng thật. 3 khuông như thế này thì thoải mái ăn luôn. Ăn không bao giờ hết được luôn. Quá tốt rồi, không cần bỏ đâu. Tại vì Việt Nam phải bỏ những cái phân khô khô ấy. Nhưng mà ở đây thực chất là đất quá tốt. Nhìn các bạn nhìn thấy chưa, mưa xuống có vài hôm mà cỏ này, cỏ xanh luôn. Video.
Cái này là cải cúc nha các bạn. Cải ngọt và cải cúc. Này, rau thơm gì? Giống này. Cái gì nhỉ? Cob. Não, esse depois saiu. Esse saiu, saiu cob. Đấy, cái này là nguồn giống thôi. Mình nói là cái này rau. Rau cải. Bà nói là tôi không biết. À, một hồi nghĩ ra là cái này là cái giống. Cải cúc. Cái này rau mùi. Bên này nguồn giống là không có đâu. Cái này của Việt Nam hết nhá. Đã cán dập rồi. Hả? Mùi này hạt này cán dập rồi, giờ gieo nó lên. bà thắc mắc là nguồn giống này nhìn khác quá, tại vì ở đây không có. Trồng sau này lên thì giống được. À, nếu mà trồng sau này lên thì giống nó còn có, mà để một khi mà đã có cây rồi, đã mọc lên rồi thì giống thì dễ lấy mà. Ừ, hạt này nhẹ đúng là phủ đất lên không bay đâu. Mưa xuống là lên. Tuyệt vời. Đang làm hàng rào nhá, để những cái con vật đi vào để mà đỡ nó dầm lên đấy. Nó hư hết bãi rau. Đất đẹp thật. Đất đẹp nhé. Đất quá đẹp luôn, không cần bỏ phân bón gì đâu. Đây hàng rào đây, hàng rào bằng bằng gai. Anh Tài lên đồ rất là khỏe. Người như tích như thế. Bưng cả gốc cây mà bưng kiểu như nhẻ lơ như thế thì. Giống gì đấy? Đấy, rau mùi à? Mùi gai. Mùi gai, ngò gai. Để cho một chồng cho rau thơm đây. Còn chồng à? Dưa. Rau thơm với là dưa với là bí. Người dân châu Phi rất là thắc mắc là cái này là cái gì? Cái này là nguồn giống. Với tipo sayu yu ali ali. Có tên à? Chết, bướm bún đi tuyến. Hả? Có tên là bún đi. Rau thơm. Con gà bóng nộm mà ăn. Con này. Bếp bún đi tuyến. Ora, aquí te todo. Nào, cho ê chú. Sẽ xa gì? Cái? Cov. Cov. Isso aqui não? Essa cova aqui ele fazia de gocela, minha irmã. Com um peixe. O Pablo já sim. Com 5 litros de água. Você mais riso? Exato. Você é Angola não tem, né? Nada. Angola tem. Ah, esse aqui, Angola aqui. Tem. Yama Hawaii, que eu vou te Cova for levar folha cozinha. Como é que eu fui? Esse tem dois tipos, folha. Folha, tipo...
Grand, ti bu bikenu. E si come cum fui, come be. Si, signor. Bă, la ce avem de bue? Da, bine. Así já o Paulo como cozinha isso? Já, nosso já tem. Nosso cá já tem, fazer isso, eu ali isso. Depois, mais uma, nós saiu bué. Tem chuva mais, saiu bué. Quando tem saiu folha, né? Tira folha, show. Come, depois, falta folha mais, subir mais. Já. Anh trồng đây à? Mượp à? À. Đấy, người dân châu Phi là rất là thắc mắc là u cái này đằng sau này có ở đây. Đấy, các bạn mua ở đâu và cũng như là nói chung là người ta tò mò không biết là nguồn giống gì. Nhìn vào ngoài vỏ ấy thì người ta phát hiện ra là cái này ở Angola cũng có. Có nhiều loại có thôi, rau củ quả nói chung là hầu hết là giống Việt Nam. Đấy, nhưng mà nhiều cái nguồn giống khác là khác nhau. Trồng như thế này là đêm mà mưa một lần nữa, tại vì tháng này là mưa rất là nhiều, một ngày mưa một lần, mưa 6 tháng luôn. Là bắt đầu là cây cối này, cây củ quả này lên rất là đẹp. Đấy, ăn thoải mái luôn. Người dân ở đây cứ bứt lá ăn thôi, là nó cứ lên tiếp, đừng có nhổ cả gốc lên, nấu cả gốc luôn là chết dở ấy. Anh em tôi sẽ làm một cái dàn luôn nhá, để cho dưa chuột nó leo. Tại vì đất này đấy rất là tốt, lên nhanh lắm, lên nhanh cực kỳ luôn. Đấy, làm cái dàn như thế là nó leo tuyệt vời luôn. Đây, giống này. Đấy. Dưa chuột. Trong bãi rau này là vừa trời mưa luôn các bạn ạ. Rất là may mắn. Đây này, mưa luôn rồi. Đấy. Đêm này mưa to rồi, rất là ok rồi. Đang làm dàn để mà dưa chuột leo nhá. Hạt dưa, dưa chuột. Cái này là dưa chuột nhé, dưa chuột gớm nhỉ, đỏ đỏ ấy. Đây là tẩm thuốc rồi. Hắn tẩm thuốc ra. À. Bảo quản đó, tẩm thuốc bảo quản. Đấy, là nó sẽ leo lên đây. Dàn anh em tôi đã làm rồi. Ok các bạn, bây giờ là xong rồi nhá. Đấy, làm vây đủ thứ này, để gà với là lợn là dê vào. Thì cái này là dàn dưa leo này. Sai quá quá là anh em tôi bị gông đấy. Thì dàn là gông lại để gió với là mưa nó hắt đấy. Còn cái ven này là cái mà bù cái gì à? Bí mướp. Bí bên mướp ở đây ven xung quanh này. Nói chung là tất cả rau củ quả trong này hết rồi. Thì tầm một tuần nữa là có kết quả nhá. Là một tuần nữa là nó lên rất là nhiều. Tại vì tháng này là mưa rất là nhiều, ngày nào cũng mưa. Đấy, thì video hôm nay lên thì cũng đưa ít nguồn giống của Việt Nam để trồng và cho người dân ở đây khai thác
nguồn giống của Việt Nam ở đây đấy, để cho người ta ăn, và cũng như là sau lấy giống là người ta cứ trồng đây trồng đó rất là nhiều. Nếu mà đất đai ở đây rất là phí, không trồng cái gì thì rất là phí luôn. Nếu mà có nguồn giống nữa thì mình sẽ đưa lên gửi tặng cho người dân ở đây và trồng cho người ta, hướng dẫn cho người ta một lần, và sau là người ta sẽ nhìn vào đây là người ta biết rồi. Đấy thì nghề trồng trọt của họ thì không nói nữa rồi, người ta không có nguồn giống thôi, có nguồn giống thì người ta trồng hết. Thì video hôm nay là cũng xin dừng tại đây nhá. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em tôi nhá. Chào các bạn.